ném trứng thối cá chết vào nhà nguyện Tin Lành. Vài tháng nay, Hội Thánh Tin Lành Mennonite Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị công đồ đập phá tan nát cơ sở. Không còn gì để phá, bọn công đồ dưới sự chỉ đạo của công an đã liên tiếp ném trứng thối cá chết vào nhà nguyện liên tiếp nhiều giờ vào ngày 29 tháng 11. Không thấy động tĩnh gì trong nhà nên chúng tràn vào nhà với búa, đao, mã tấu, uy hiếp ba sinh viên và một cụ bà. Chúng liên tục đập phá cầu thang lên phòng thờ phượng, thư viện nơi sinh viên học tập. Tuần này hầu hết các mục sư đều đi công tác chưa về và nhiều sinh viên phải về quê do áp lực của chính quyền địa phương. Riêng chỉ có sinh viên Y Ngân tình nguyện ở lại bảo vệ trường. Nhà nguyện thì bị công an phường Bến Cát bắt hai lần trong một đêm. Họ không lây chuyển được thì họ dùng công an Gia Lai, gây lo lắng gia đình cha mẹ già của sinh viên Y Ngân. Vào ngày 26 tháng 11, mục sư Nguyễn Hồng Quang bị công an đánh vào bụng, vào sườn khi ông đến nhà con trai là anh Nguyễn Quang Huy. Trước mặt công an, cán bộ, công đồ ngang nhiên đòi chém, đòi trục xuất mục sư Quang ra khỏi quận 12. Hội thánh Mennonite đã làm đơn tố cáo Viện Kiểm soát và lãnh đạo công an Bình Dương. Chẳng những họ không trả lời văn bản, còn đàn áp mạnh tay hơn. Hội thánh Mennonite rất mong quý cá nhân, cơ sở bảo vệ nhân quyền, công luận quan tâm đến, lên tiếng để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt tình trạng bạo lực được nuôi dưỡng bởi sự thiếu trách nhiệm của chính quyền tỉnh Bình Dương.